ngày 21 tháng 10, Công an thành phố Sầm Sơn Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây yêu quý tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại nhà anh Lê Bá Huy 1984 ở buôn bản 3, buôn bản Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn vào ngày 18 tháng 10 vừa qua. Danh tính 7 đối tượng bị tạm giữ gồm Lê Cờ Tu Ngờ 1992, Gai Nờ Quang Tờ 1998, Lê Đi Nhờ Đa Tờ 1999, Lê Văn Ma Nhờ 1998, Lê Đi Nhờ Lư Cờ 1998, Gai Nờ Quang Vuông Ngờ 1991, Đê U Ngờ Qua Ngờ Minh, thành phố Mờ Sơn Va Cu Quy Qua Ngờ 1998, Ngờ Ngờ Qua Ngờ Vinh, thành phố Mờ Sơn. Công an thông tin, trước đó cháu L. Hờ. À. Học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Quảng Hùng bị bạn học tấn công. Khoảng 11 giờ 30 ngày 18 tháng 10, biết sự việc nên bố của Huyền Nga đến nhà anh Huy để giải quyết mâu thuẫn cho con gái. Tại đây, giữa anh Huy và bố của Huyền Nga xảy ra cãi cự, xô xát nhau. 7 đối tượng bị công an tạm giữ hình sự để điều tra và hung ác khí mà các đối tượng dùng để gây án. Đang ngồi uống bia với bạn, nghe tin vụ việc từ bố nên Lê Đức Tùng 1992, anh trai của Huyền Nga, rủ theo nhóm bạn cùng đến nhà anh Huy. Khi đến nhà anh Huy, Tùng mở cốp xe lấy hung ác khí gồm một gậy bóng chày, một súng tự chế bắn cồng, một dao lê. Một số thanh niên còn lại nhặt gạch, đá, mảnh kính xả thân nhà anh Huy để tấn công. Bị tấn công, người trong nhà anh Huy cũng dùng gạch đá ném lại. Sau vụ hỗn chiến, co 7 IB yêu quý. Trong đó phía bên Lê Cờ Tu Ngờ co 4 IB yêu quý M, ông Lê Cờ Toa Nờ Bô Đe Lê Cờ Tu Ngờ, Gai Nờ Quang Tờ, Lê Cờ Tu Ngờ và Lê Đi Nhờ Lư Cờ. Phía bên Gia Đi Nhờ Anh Huy co 3 IB yêu quý M, ông Lê Ba Thân Bô Đe Anh Huy, anh Lê Ba Huy và Chà Ung Dư Quỳnh con gái Anh Huy. Vụ việc khiến Anh Huy, ông Thân và con gái lớp 7 bị yêu quý với nhiều vết đạn trên cơ thể. Sau khi vào cuộc điều tra, công an đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên đồng thời thu giữ 2 gu su ngờ nờ cô nờ va nờ đa nờ diêm, một dao lê. Liên quan đến vụ việc trên, chỉ huy công an buôn bản Quảng Hùng cho biết, đến sáng số 21/10, những người trong gia đình anh Huy vẫn đang kế tiếp được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết yêu quý trên cơ thể. Anh Huy bị đạn bắn trúng đùi. Gia đình anh Huy mở nhà hàng, bán bia. Ở địa phương, những công dân này cũng là người bình thường. Nguyên nhân thủ đầu công an buôn bản tiếp nhận là do mâu thuẫn giữa hai nữ học sinh lớp 7 nên mới xảy ra sự việc trên. Hiện công an buôn bản đã bàn giao tổng thể hồ sơ vụ việc lên công an thành phố Sầm Sơn để kế tiếp điều tra theo thẩm quyền, chỉ huy công an buôn bản Quảng Hùng nói. Vụ việc hiện vẫn đang kế tiếp được cơ quan chức năng điều tra làm